vị khán giả, rút kinh nghiệm từ các mùa khô hạn xâm nhập mặn trước, mùa khô năm 2023-2024, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Nhờ vậy, đến nay, người dân vẫn chưa thiếu nước ngọt, phục vụ sản xuất, nguồn nước trong nội đồng vẫn còn dồi dào. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân sống xa tuyến dân cư, trong khi đó địa phương chưa có kinh phí đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, nên bắt buộc người dân phải luôn chịu cảnh khát nước sinh hoạt. Và mơ ước hy vọng của người dân nơi này không gì hơn là được các cấp các ngành sớm có giải pháp giải bài toán thiếu nước sinh hoạt cho người dân mỗi khi mùa khô về. Hạn xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp mà còn khiến nguồn nước sinh hoạt thiếu hụt trầm trọng. Mùa khô năm 2015-2016, toàn tỉnh có khoảng 12.000 hộ dân sống phân tán, thiếu nước sinh hoạt. Mùa khô năm 2019-2020, tỉnh có 3.500 hộ dân sống phân tán, thiếu nước sinh hoạt. Mùa khô năm 2020-2021, toàn tỉnh có gần 1.300 hộ dân sống phân tán, thiếu nước sinh hoạt. Người dân thiếu nước sinh hoạt chủ yếu tập trung ở các huyện như Tân Trụ, Cần Đước, Cần Duộc. Từ số liệu trên, chúng ta có thể thấy số hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô giảm dần theo từng năm. Để đạt được kết quả này, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cải tạo 25 danh mục công trình với tổng kinh phí khoảng 116 tỷ đồng từ các nguồn vốn như sổ số kiến thiết, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, dần dần. Ngoài ra, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa cấp nước nông thôn, tạo điều kiện mời gọi doanh nghiệp đầu tư cấp nước sạch nông thôn, góp phần phủ khắp mạng lưới cấp nước, giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Ấp Năm, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, đây là khu vực luôn trong tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt mỗi khi mùa khô về. Thời điểm này, lực lượng vũ trang tỉnh phải đem xe bồn chở nước tập kết về nhà ông Thị để cấp nước cho người dân. Từ sáng sớm, người dân đã mang can, xô ra chờ sẵn để lấy nước về. Đó là câu chuyện của những mùa khô trước, còn mùa khô này, nước ngọt đã về đến tận nhà người dân. Kim đồng hồ nước không còn đứng yên, gia đình ông Thị cùng người dân nơi đây đã thoải mái sử dụng nước mà không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa khô về. Nụ cười, sự phấn khởi luôn hiện hữu trên từng khuôn mặt khi ai đó nhắc về câu chuyện nước sinh hoạt. Làm sao không mừng không vui được vì mấy chục năm qua, ông Thị và người dân ấp Năm luôn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để rồi khi dòng nước ngọt kéo về tận nhà, ông Thị còn không dám tin đây là sự thật, cứ nghĩ chỉ là giấc mơ. Bây giờ thì đỡ rồi, nhà máy sau khi nhà máy nước mà đã làm kiểu này thì coi như dân phấn khởi là gì, không có hộp, mà nước lại mạnh. Như hồi nãy tôi thấy tôi mở trong kia thì mình thấy rõ ràng, thì coi như nước rất mạnh, mà rất trong, rất sạch, đảm bảo vệ sinh cho bà con. Cho nên bà con nói cái vấn đề nước hiện nay mà được là đảng ủy, ủy ban xã, huyện, tỉnh mà giúp đỡ thì coi như người dân phấn khởi vô cùng. Cho nên rất nó có nhiễm mặn khoảng 8 tháng, còn lại là 4 tháng ngọt thôi, là mùa khô, có mùa mưa. Còn cái mùa nắng thì hoàn toàn là nước mặn không. Cho nên là bà con hiện nay là nhờ nước sinh hoạt của nhà máy thôi, chứ còn hoàn toàn ở đây là không có nguồn nước đâu.
là còn khoảng là 60 mấy hộ ở khu vực ngã tư Tân Phước Tây với chỗ ấp 6 là đang trong lộ trình là đang phân bổ vốn để đầu tư nâng cấp trong cái năm 24 này là sẽ dứt điểm 100% là nâng cấp lên toàn bộ là ống đất DBE để cho bà con chuyển sang là không còn xài đồng hồ tổ nữa, là chuyển qua là xài trực tiếp với cái hợp đồng xài trực tiếp với công ty để giảm cái hao hụt. Tương tự Tân Phước Tây thì xã Long Cụ Tây, huyện Cần Đước cũng là một trong những địa phương không có mạch nước ngầm, đường ống nhỏ hẹp nên người dân cũng chịu cảnh khát nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô về. Riêng từ năm 2024 đến nay, xã có một doanh nghiệp đầu tư kéo nước về phục vụ trên 1.200 hộ. Nếu trước đây vào mùa khô như thế này, gia đình chị Hà phải xài nước rất tiết kiệm, trung bình mỗi mùa khô chỉ phải mua nước ngọt sinh hoạt trên 5 triệu đồng. Bởi lưu khạp chứa nước mưa chỉ sử dụng được vài tháng. Điều này ảnh hưởng đến việc kinh doanh quán ăn của gia đình chị rất nhiều. Nhiều lần không có nước sinh hoạt phục vụ khách hàng, chị Hà cũng định đóng cửa nghỉ bán. Nhưng đóng cửa rồi biết làm nghề gì để sống, bởi dùng nước này bị nhiễm mặn nặng, không có nước ngọt thì trong quạt chăn nuôi đều không được. May mắn từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nguồn nước ngọt đã về đến tận nhà chị Hà và người dân xung quanh. Mặc dù nguồn nước ngọt không cung cấp thường xuyên, chỉ 2 ngày một tuần, nhưng với người dân nơi đây đã là quá đủ. Hồi xưa mình thiếu nước á, thì mình đổi ghe, còn không ấy thì mình kêu xe. Còn đổi ghe thì hễ người ta đổi nhiều á, nó mới vô. Còn ấy mình kêu xe thì mắc lắm. Xe có 4 hồ mà tới 400 ngàn lận, mà năm nay tới 500 ngàn lận. Mắc lắm. Rồi sao năm nay nước chảy ngon quá rồi... khỏe, có nước xài là khỏe. Sống trên một ấp, cái dân xóm nhà của ông Nò lại chịu cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng. Nguyên nhân xóm nhà ông Nò thiếu nước là do sống xa đường ống, nhà cửa thưa thớt nên công trình cấp nước nông thôn chưa được đầu tư. Những bể lưu khạp hứng nước mưa để sử dụng cho mùa khô đến thời điểm này cũng chờ đáy. Cả xóm nhà này chỉ dựa vào nguồn nước sinh hoạt trong ao của gia đình ông Nò, song nguồn nước này cũng bị ô nhiễm nặng, nước cũng dần cạn kiệt. Nguồn nước này người dân chỉ có thể gánh lóng phèn gần một tuần mới có thể tắm rửa giặt đồ, còn nước dùng nấu ăn và uống phải mua từng xe. Thế nhưng không phải lúc nào người dân cũng mua được nước ngọt, mà phải có nhiều hộ cùng mua thì mới có người chở nước đến. Ông Lụa ở cái tuổi thập tuần chân tay run rẩy, vậy mà hàng ngày ông cũng đến nhà ông Nò xách từng xô nước về đổ vô hạt để sinh hoạt. Bây giờ không gì hơn, giờ mong có cây nước làm cho dân sống nó thoải mái vậy thôi, chứ giờ cái đói thì giờ cũng hết lo cái đói rồi, giờ chỉ có cái nước thôi. Cái dân đây thì hiện giờ nó cũng có ăn có mặc mà vậy cũng đỡ phần nào rồi, giờ chỉ có cái thiếu nguồn nước thôi, nguồn nước sạch xài thôi. Thì sống nó cũng được vậy mà nó không được, do nó cũng hơi bật bẩn chật nhiều lắm. Cũng như mình muốn tắm cũng như thường thường mình tắm mình suối, chừng người ta tắm thoải mái nước ra suối chừng nào mát thôi mình thấy khỏe khỏe rồi nghỉ. Còn giờ không dám, nhiều khi tắm dài ba ca cho nó sạch thì gội đầu cho nó xả thì bông sạch sạch thôi chứ không dám tắm nhiều. Chỉ mong mong là cũng như nhà nước kéo cho cái nước là có dân mình xài đủ thoải mái thôi, chứ không có mơ ước gì đó. Chứ giờ cũng lớn tuổi, giờ có thiếu nước khổ quá, ngặt quá. Mơ ước của nhân dân ở đây thì có nguồn nước sạch và có nước cho ta xài, là điều đó là quý nhất. Hồi xưa bao đời đây là chỉ nghĩ nước là nó quan trọng nhất, nhịn đói được chứ nhịn khát thì không được, thì đó thì ai cũng biết ráo rồi. Thì mong muốn các cấp lãnh đạo chiếu cố đưa nguồn nước về địa phương ở đây, chứ nước ào này thì xài chỉ là tạm thời thôi chứ đâu có sạch được, thôi đâu có đạt chuẩn được đâu, thì xài cho nó có vậy thôi. Không có nguồn nước ngọt để sinh hoạt, nước bị nhiễm mặn, vì thế cả xóm nhà ông Nò, ông Lụa chẳng nuôi và trồng được bất cứ cây con nào. Tiếc đất trống, ông Nò trồng một số loại cây với mục đích tránh để cỏ mọc tùm và tạo bóng mát cho gia đình. Vậy mà các loại cây trồng của gia đình ông Nò cũng không phát triển, bởi khiếm lắm ông Nò mới dám lấy nước ngọt tưới cho cây. Mơ ước của người dân xóm ông Nò, ông Lụa không gì hơn là các cấp các ngành sớm tạo điều kiện kéo nước ngọt về cho người dân sử dụng. Thì cái giải pháp đó là
tập trung là các cái mô hình cấp nước quy mô hộ gia đình, ví dụ như là các cái cụm nhỏ lẻ thì là kêu gọi xã hội hóa, là kêu gọi người dân vay cái ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư là cái thiết bị lọc nước quy mô hộ gia đình cho một số cái cụm hoặc là bản thân một vài hộ gia đình để sử dụng các cái nước mặt, nhưng mà là đẩy mạnh cái vấn đề là tích trữ nước bằng cái hồ nước mưa để là đảm bảo được cái lượng nước đủ dùng trong cái mùa hạn mặn. Rồi về lâu dài thì phải tiếp cận trong tỉnh đó tập trung thì tỉnh cũng như là các cái địa phương cũng là đang đẩy mạnh xã hội hóa, là đề nghị các cái doanh nghiệp mở rộng tuyến ống, kéo dài tuyến ống đến các cái vùng phân tán này để cho người dân được tiếp cận cũng tập trung cho nó đảm bảo được cấp nước bền vững hơn. Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 thì năm nay là tiếp tục là đầu tư khoảng 7 công trình cấp nước trong cái danh mục trung hạn của tỉnh, từ cái nguồn số kiến thiết cho các cái danh mục chuyển tiếp từ năm 2023 hoàn thành 2024, cũng như là khởi công mới năm 2024 hoàn thành 2025 theo cái kế hoạch đầu tư của tỉnh đã ban hành từ cái trung hạn năm 2021-2025. Tổng kinh phí thì là trong một năm là tỉnh là phân bổ kế hoạch trung hạn là một năm là 50 tỷ. Khát nước sinh hoạt cho mùa khô luôn là vấn đề bức xúc đối với người dân. Dù thời gian qua tỉnh đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp thiết thực cụ thể, tuy nhiên nhiều hộ dân sống xa cụm tuyến dân cư, xa đường ống, công trình cấp nước nông thôn chưa được đầu tư thì vẫn phải chịu cảnh khát nước sinh hoạt do mùa khô. Thiếu nước ngọt sinh hoạt cho mùa khô đã làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Thời gian tới, kỳ vọng các cấp các ngành sớm có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng này để niềm vui nước ngọt thực sự trọn vẹn ý nghĩa.